tôi rất quan trọng, đáng kể, đào tạo có chất lượng, hàng đầu ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Wonderful students. Môi trường học tập rất thân thiện và năng động. Tôi rất vui được học ở đây. Chuyên nghiệp và có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đó là những cảm nhận ngắn gọn về tuổi 20 trưởng thành của Đại học Đà Nẵng. Đại học vùng trọng điểm nằm ở trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Được thành lập vào năm 1994, hiện Đại học Đà Nẵng là một đại học vùng đa ngành đa cấp với 9 đơn vị thành viên: Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Khoa Y dược trực thuộc, phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh. Mỗi đơn vị có những đặc thù riêng, nhưng tất cả đều chung mục tiêu xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của miền Trung Tây Nguyên. Đại học Đà Nẵng là đại học vùng được thành lập theo Nghị định 32 của Chính phủ vào ngày 4 tháng 4 năm 1994. Trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Khi mới thành lập thì Đại học Đà Nẵng chúng tôi có 5 trường thành viên, đó là trường Đại học Kỹ thuật, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Sư phạm, trường Đại học Đại cương và trường Cao đẳng Công nghệ. Từ cái năm đầu tiên thì khóa 1 thì chỉ có mấy trăm, vài trăm sinh viên, thì đến nay thì tất cả các cái sinh viên, tất cả các hệ của Đại học Đà Nẵng vượt trên 60.000. Những kỷ niệm về buổi đầu thành lập Đại học Đà Nẵng dường như vẫn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi cán bộ, giảng viên và cựu sinh viên. Trên từng trang kỷ yếu, dấu những hình ảnh đã úa màu, nhưng mỗi khung hình, mỗi môi cười của các cán bộ, giảng viên và sinh viên vẫn sáng ngời bao tâm huyết, nhiệt tình và kỳ vọng về một môi trường giáo dục chuyên nghiệp và chất lượng bậc nhất miền Trung và Tây Nguyên. Vượt qua những khó khăn vất vả của buổi đầu thành lập, mỗi thành viên của ngôi nhà chung Đại học Đà Nẵng đã không ngừng phấn đấu trau dồi chuyên môn, rèn luyện nghiệp vụ. Số lượng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp tại các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu trên thế giới như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản ngày càng tăng, góp phần tạo dựng và khẳng định chất lượng của học hiệu Đại học Đà Nẵng trên bản đồ Đại học Việt Nam. Giảng viên và các trình độ tiến sĩ thì ngày càng được nâng cao. Một cái số trường hiện nay tức là có cái tỷ lệ mà giảng viên trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên là thuộc cái hàng cao nhất nước. Với sứ mệnh của một đại học vùng trọng điểm, Đại học Đà Nẵng đã xây dựng hệ thống đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp, đa ngành. Trong đó, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, sư phạm, khoa học và ngoại ngữ là những thế mạnh tạo nên sự thống nhất trong đa dạng, gắn liền với thương hiệu Đại học Đà Nẵng suốt 20 năm qua. Hiện nay Đại học Đà Nẵng có đào tạo là đại học, sau đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, và có một vài ngành là có đào tạo cấp thấp hơn là cấp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp cho các trường cao đẳng. Thì với cơ cấu như vậy thì hiện nay là tổng số ngành đào tạo đại học của Đại học Đà Nẵng là 98 ngành, 33 ngành là đào tạo cao học và 20 ngành là đào tạo nghiên cứu sinh. Đại học Đà Nẵng đã áp dụng hệ thống đào tạo tín chỉ từ năm học 2006-2007 và là một trong những đại học đầu tiên ở Việt Nam tham gia hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo của Việt Nam và một số chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc áp dụng hệ thống đào tạo tín chỉ và kiểm định chất lượng theo đúng lộ trình đổi mới giáo dục đã mở ra nhiều cơ hội cho giảng viên và sinh viên trong việc làm chủ, trao đổi và ứng dụng nguồn tri thức vào thực tiễn. Đồng thời, lấy yêu cầu của người học làm trung tâm và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội làm mục tiêu đào tạo, Đại học Đà Nẵng đã phát triển toàn thiện hai hệ thống đào tạo tinh hoa với các lớp chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết và hệ thống đào tạo đa ngành, đa cấp. Việc phân tầng trong đào tạo vừa đáp ứng được nhu cầu nghề nghiệp đa dạng của xã hội, vừa kịp thời tạo ra một nguồn lao động bậc cao, phù hợp với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động thời kỳ hội nhập.
Tổng công ty điện lực miền Trung hiện có 1.360 cán bộ tốt nghiệp từ các trường của Đại học Đà Nẵng, chiếm 48% số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học của tổng công ty. Chúng tôi cũng cử cán bộ đến Đại học Đà Nẵng để đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng tôi rất an tâm với chất lượng đào tạo của Đại học Đà Nẵng. Uy tín và chất lượng đào tạo của học hiệu Đại học Đà Nẵng là bệ phóng cho thành công nghề nghiệp của người học. Sinh viên Đại học Đà Nẵng ra trường nhanh chóng tìm được việc làm và được nhiều cơ quan doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước đánh giá cao. Những phản hồi tích cực từ các đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động chính là thước đo cho những thành công ban đầu đó. Đại học Đà Nẵng hiện giờ thì đang đơn vị cung cấp nhân lực nhiều nhất cho FSOC Đà Nẵng. Các bạn sinh viên đã có cơ hội thực tập và làm việc tại FSOC Đà Nẵng thì đều với cơ bản đáp ứng được nhu cầu công việc, bởi vì các bạn ấy được trang bị kiến thức nền tảng khá là tốt. Và các bạn ấy đặc biệt có sự nổi bật là các bạn có sự nhẫn nại và khả năng vượt khó cao. Đại học Đà Nẵng là một cái môi trường đào tạo mà có chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu. Và hiện nay thì chúng tôi có hơn 400 cán bộ quản lý nhân viên là tốt nghiệp từ Đại học Đà Nẵng. Và có thể nói là họ cũng đã sau một thời gian làm việc thì họ cũng đã giữ các cái trọng trách. Có những em hiện nay sau tốt nghiệp 5 năm đến 10 năm thì đã đang đảm nhận các cái vị trí quản lý. Với chuyên môn vững vàng, thái độ chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến, sinh viên Đại học Đà Nẵng đã và đang có những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng đất nước trong thời đại mới. Đặc biệt, nhiều cựu sinh viên của nhà trường hiện đang đảm trách những vai trò trọng yếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh thành phố miền Trung Tây Nguyên. Tôi rất tự hào mình là sinh viên của trường Đại học Đà Nẵng. Từ khi còn nhiều khó khăn vất vả, quá trình học tập tại trường, bản thân tôi cũng như các bạn sinh viên được thầy cô quan tâm dìu dắt, tận tình chu đáo. Học tập tại trường tôi đã trau dồi được nhiều kiến thức. Là một cựu sinh viên của Đại học Đà Nẵng, ngay từ những khóa đầu tiên, ông Hà Ban, bí thư tỉnh ủy Kon Tum cũng đã không giấu được niềm xúc động, tự hào khi nói về ngôi trường cũ. Nơi đây đã là nơi hun đúc rèn tài cho ông và cho bao thế hệ đàn em đồng môn của mình, hiện đang được ông dìu dắt chỉ bảo. Thời gian vừa qua cùng với các trường đại học cao đẳng trong cả nước, thì đối với Đại học Đà Nẵng cũng như phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cũng đã đóng góp phần lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cái nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum. Đây cũng là một trong những cái nhân tố rất quan trọng, góp phần đáng kể trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội rồi củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh. Và chúng tôi đánh giá cao cái sự đóng góp của Đại học Đà Nẵng cũng như phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Đứng chân trên địa bàn một thành phố trẻ giàu tiềm năng như Đà Nẵng, trong 20 năm qua, Đại học Đà Nẵng luôn nhận được sự chỉ đạo tận tâm và hỗ trợ nhiệt thành của các cấp lãnh đạo thành phố. Và trên hành trình vươn ra biển lớn, Đại học Đà Nẵng cũng đã nỗ lực hết mình, góp phần đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố đầu tàu miền Trung. Những quả ngọt của chặng đường 20 năm gieo hạt ấy cũng đã được thành phố ghi nhận. Hàng vạn sinh viên tốt nghiệp của các trường của Đại học Đà Nẵng về nhận công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp, các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đồng chí đã trở thành những chuyên viên giỏi, những cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt của địa phương, ngành và các đơn vị. Chất lượng sinh viên luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đại học Đà Nẵng. Vì vậy, Đại học Đà Nẵng đã không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang bị các phương tiện dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt, Đại học Đà Nẵng đặt trọng tâm thiết kế các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học một cách cẩn trọng nhằm thỏa mãn nhu cầu nghề nghiệp, nhu cầu công nghệ, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã đẩy mạnh việc triển khai các nhóm giảng dạy nghiên cứu, xây dựng nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại thông qua chương trình đầu tư trọng điểm
đầu tư chiều sâu của nhà nước và dự án hợp tác quốc tế. Toàn Đại học Đà Nẵng hiện có 122 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn. Nhiều phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị tiên tiến, có thể sánh ngang với các phòng thí nghiệm của các đại học trên thế giới, như các phòng thí nghiệm cơ điện tử, tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, plasma, động cơ ô tô, nhiệt điện lạnh, điện tử, lý hóa phân tích. Với sự nỗ lực bền bỉ và tình yêu khoa học, nhiều công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng đã được cấp bằng phát minh sáng chế và ứng dụng hiệu quả cao trong thực tiễn. Thì nhiều công trình của nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng được đánh giá rất là cao trong cái áp dụng trong thực tiễn, và cái số lượng các bài báo mà đăng tải trên các tạp chí uy tín nước ngoài thì ngày càng được nâng cao, thể hiện là coi như cái tầm cỡ của một cái trường đại học trọng điểm của quốc gia, khu vực miền Trung Tây Nguyên này. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế là một trong những trọng tâm ưu tiên của Đại học Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Trên hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Đại học Đà Nẵng đã đào tạo đại học và sau đại học cho hàng ngàn sinh viên của các nước Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc và tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế đến thực tập ngắn hạn. Đồng thời, hàng năm có hàng trăm sinh viên của Đại học Đà Nẵng ra nước ngoài học tập thông qua các chương trình hợp tác song phương. Tôi tên là Alex, tôi là sinh viên đang học ở Đại học Đà Nẵng. Tôi cảm thấy Đại học Đà Nẵng rất tốt và tôi rất vui được học ở đây. Hoạt động hợp tác quốc tế còn được đẩy mạnh với hàng trăm giảng viên trẻ được gửi ra nước ngoài đào tạo sau đại học theo hướng hình thành các nhóm giảng dạy nghiên cứu. Qua đó, duy trì được mối quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với trường đại học, viện nghiên cứu các nước bạn. Đồng thời, nhà trường cũng thường xuyên tiếp nhận các chuyên gia nước ngoài của các trường đối tác đến giảng dạy nghiên cứu, giúp cho sinh viên và giảng viên của mình tiếp cận với kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được sống ở Việt Nam và được dạy những sinh viên tuyệt vời của Đại học Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng còn thường xuyên hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và trao đổi văn hóa, giao lưu kinh tế, như thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chung, kết hợp với đào tạo nghiên cứu sinh theo hình thức đồng hướng dẫn, thực hiện các chương trình đào tạo liên kết Training Programs tại Đại học Đà Nẵng. Việc duy trì mối quan hệ hợp tác không những tạo điều kiện giao lưu văn hóa, mà còn giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và thế giới. Sự kiện Đại học Nan Cộng hòa Pháp trao bằng tiến sĩ danh dự cho giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, nguyên giám đốc Đại học Đà Nẵng vào năm 2012, và Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản trao bằng tiến sĩ danh dự cho phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam, giám đốc Đại học Đà Nẵng ngày 16 tháng 9 vừa qua, là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác quốc tế bền chặt giữa Đại học Đà Nẵng với các trường đại học lớn trong khu vực cũng như thế giới. Đại học Yokohama đánh giá cao chất lượng đào tạo cũng như trình độ của đội ngũ giảng viên Đại học Đà Nẵng. Chúng tôi rất vinh dự khi là một trong những đối tác chiến lược của Đại học Đà Nẵng. Việc chúng tôi trao bằng tiến sĩ danh dự cho phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam, giám đốc Đại học Đà Nẵng là minh chứng cho mối quan hệ hữu hảo và bền chặt này. Một trong những thành tựu lớn nhất trong hoạt động hợp tác quốc tế 20 năm qua có lẽ chính là sự hình thành của Đại học Việt Anh trên mảnh đất Đà Nẵng giàu tiềm năng. Với sự hỗ trợ tích cực của hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, cũng như tinh thần chỉ đạo và đầu tư quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Giáo dục Đào tạo, ý tưởng về một đại học quốc tế đầu tiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên của Đại học Đà Nẵng đã dần thành hình trong thực tế. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với sự ra đời của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh vào những ngày đầu tháng 10 năm 2014. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng trên con đường hội nhập quốc tế. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh là kết quả của mối quan hệ vững bền giữa Đại học Đà Nẵng và các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để giai đoạn tiếp theo của dự án Đại học Việt Anh sớm đi vào hiện thực. Đồng thời, Hội đồng Anh cũng mong muốn có thêm nhiều dự án hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học khác để thúc đẩy mối quan hệ này. Là đơn vị giáo dục hàng đầu miền Trung và Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng không chỉ tập trung phát triển năng lực chuyên môn cho sinh viên mà còn chú trọng mục tiêu giúp thế hệ trẻ rèn đức, trau dồi phẩm chất người thanh niên thời đại mới.
Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ban Giám hiệu các trường thành viên, cùng với sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các ban, trung tâm của Đại học Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng luôn phấn đấu để trở thành một môi trường năng động và hữu ích, giúp các thế hệ cán bộ đoàn, thanh niên và sinh viên Đại học Đà Nẵng cống hiến và trưởng thành. Đoàn viên thanh niên Đại học Đà Nẵng đã tham gia và đạt nhiều giải cao trong các hoạt động chuyên môn như Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, đạt giải nhất trong cuộc thi Nhà hoạch định tài chính triển vọng do Ngân hàng HSBC tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Đoàn thanh niên Đại học Đà Nẵng cũng đã và đang đi đầu trong các hoạt động cộng đồng, các phong trào thiện nguyện xã hội như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo, các cuộc thi tài năng thanh lịch và các hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới của thành phố Đà Nẵng những năm qua, tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng đã hăng hái lên đường và cống hiến một phần sức trẻ cho những công trình làm nên diện mạo mới của quê hương. Với trái tim hồng thắm và khối óc chuyên sâu, tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng đã và đang là lực lượng đi đầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đào tạo, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của Đại học Đà Nẵng. Năm 1994, trong hệ thống các trung tâm đào tạo đại học lớn của Việt Nam, chưa có cái tên Đà Nẵng. 20 năm sau, Đại học Đà Nẵng đã thực sự trở thành một học hiệu chất lượng, một trong những đại học trọng điểm uy tín ở Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ đại học Việt Nam. Với kinh nghiệm nghiên cứu, chất lượng đào tạo và trình độ giảng viên ngày càng được nâng cao, Đại học Đà Nẵng đã và đang tiến tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu vào năm 2020, đồng thời phấn đấu nhằm đạt được những thứ hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học trên thế giới. Đại học Đà Nẵng thì phát triển trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020. Và sau đó là sẽ phát triển trở thành đại học nghiên cứu trong nhóm đầu tiên của các đại học Việt Nam và sẽ được xếp hạng cao trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, phát huy cái vai trò là cái đại học vùng của miền Trung và Tây Nguyên, với cái quy hoạch phát triển Đại học Đà Nẵng trong những năm tới rộng hơn, chất lượng hơn, đi sâu vào nghiên cứu những lĩnh vực mà khu vực miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng phát triển theo hướng bền vững. 20 năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng, sự nỗ lực không ngừng của các đơn vị thành viên, con thuyền Đại học Đà Nẵng đã vững chãi vươn khơi. Và trên hành trình tiến ra biển lớn, Đại học Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành một học hiệu uy tín, một niềm tự hào của những thế hệ sinh viên miền Trung Tây Nguyên, một ngôi nhà chung hiện đại và giàu truyền thống, nơi ươm mầm và chắp cánh ước mơ cho sinh viên Việt Nam thời kỳ hội nhập và đổi mới. Tôi là sinh viên Đại học Đà Nẵng. 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 Tôi là sinh viên Đại học Đà Nẵng.